U20 Việt Nam, U20 Iran tiến vào tứ kết với ngôi đầu bảng. Nếu thua trong trận đấu với Iran, U20 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại. Nhưng nếu có điểm trong trận này, dù chỉ là một điểm, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn đầu bảng B để vào tứ kết. Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran sẽ diễn ra lúc 17 giờ theo giờ Việt Nam ngày 7 tháng 3 trên sân Istilon tại Fegana, Uzbekistan. So với U20 Việt Nam, U20 Iran rơi vào tình thế khó khăn hơn bởi họ buộc phải thắng mới hy vọng giành vé đi tiếp, trong khi U20 Việt Nam chỉ cần hòa là đứng đầu bảng, thậm chí trong trường hợp thua với tỷ số phù hợp, đội bóng của Hoàng Anh Tuấn vẫn có thể đi tiếp. Hoặc trong trường hợp U20 Việt Nam thua và Australia không thắng Qatar ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm, U20 Việt Nam vẫn vào tứ kết. Chính vì thế U20 Iran gần như chỉ còn một đường là thi đấu tấn công trước U20 Việt Nam để tìm kiếm chiến thắng. Ngược lại, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn rộng đường tính toán hơn. Chúng ta không nhất thiết phải đẩy cao đội hình tấn công, ngược lại có thể dàn quân bên phần sân nhà, kiên nhẫn chờ đối thủ dâng cao rồi phản đòn, khuyết vào những khoảng trống phía sau lưng hàng thủ U20 Iran. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương nhận định, U20 Việt Nam đặc biệt chơi hay với lối đá phòng ngự phản công, cũng không khó hình dung U20 Iran sẽ đá tấn công trong trận đấu sắp tới, nên lối chơi phòng ngự phản công của chúng ta càng có đất diễn. Trong khi đó huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn liên tục nhắc các học trò phải tập trung. U20 Việt Nam dù toàn thắng cả hai trận đầu giải nhưng chúng ta vẫn chưa có vé vào tứ kết. Hơn nữa Iran là đối thủ không hề dễ chịu với bất kỳ đội bóng nào tại châu Á. Cầu thủ Iran giàu kỹ thuật, lại sở hữu thể hình và thể lực tốt, nên đội này có lối đá khá đa dạng, chỉ ít về mặt tố chất. Cầu thủ Iran có tố chất hơn đối thủ mà U20 Việt Nam vừa đánh bại cách đây 3 ngày tại Qatar. Trước giờ bóng lăn, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi biết U20 Iran như thế nào và cũng hiểu thực lực đội mình. Nếu thua Iran, chúng tôi có thể sẽ mất tất cả. Tôi tôn trọng mọi đối thủ của U20 Việt Nam tại giải năm nay. Chúng tôi chuẩn bị kỹ cho từng trận đấu, chúng tôi bắt đầu nỗ lực từ những giây phút đầu tiên của trận đấu và chỉ nghỉ ngơi khi tiếng còi dứt trận vang lên. Các cầu thủ hiểu tôi muốn gì ở họ." Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói thêm: Do có lợi hơn so với đối thủ về mặt điểm số, nên U20 Việt Nam cũng lợi thế hơn Iran về mặt tinh thần. Đây là yếu tố quan trọng ở các giải đấu trẻ, bởi khi có tinh thần tốt, các cầu thủ trẻ có thể chơi vượt sức của họ. Ngược lại nếu tinh thần không tốt, cũng chính các cầu thủ trẻ dễ đánh mất phong độ.